hôm nay Mộc đang dẫn khách lại anh này vô anh coi bộ 14 của Mộc. Đây, khách làm clip lên YouTube của Mộc luôn. Thì đây là ở trong xưởng này nha. Đấy, thợ đang làm. Thì thường thường Mộc ít dẫn khách từ trong này á, nhưng mà khách đòi vô thì Mộc dẫn thôi. Bởi vì thường ít khách nghe á. Đây. Đó. Chờ Mộc. Bên kia bên lò sơn Mộc hay quay clip đó. 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 Đây. Xong rồi cho nha. Bên này là để hàng sơn, bên này là bên ăn khách ăn gì á, đang coi đó, còn sẽ quay cho mọi người coi thử nha. Bộ này là bộ trụ 14, chất liệu là gỗ chèm bông vàng, mặt là gỗ xoan đào nguyên tấm. Thì bộ này mặt dày 2,5 phân nhé. Thì bình thường ấy là bộ này là nếu mà Mộc bán sơn xịt hoàn thiện là 22 triệu, xe miễn phí vận chuyển tận nhà khách là bán kính là 40 km. Còn nếu mà thường cái bộ mà Mộc hay quay ấy, cái Mộc có nói là cái bộ mà 20.500 thì mặt của nó chỉ có 1/7 thôi, thì Mộc sẽ kẹp lên dạ dày lên là 3 phân đó. Còn bộ này là mặt nó nguyên tấm luôn, là mặt nó không có ghép đó. Còn anh này thì nhà anh hơi nhỏ nên anh phải đo kỹ cái phòng khách. Vì nếu mà cái bộ tay 14 để phòng khách thì nó phải chiếm là bề ngang của nó là phải tầm 2m8, còn bề sâu của nó phải 2m rưỡi thì nó hơi lớn. Còn bề dài nhà anh thì 6m lận, nhưng mà cái bề ngang thì nó hơi ngắn. Mộc kêu anh là để dọc dài hết luôn, nhưng mà anh kêu là anh muốn để theo kiểu kê ra ấy, thì đang tính thử xem như thế nào, nên anh đang phân vân chọn qua bộ tay 12. Đấy, bộ này tay 12 tó nghe tay nghe thì là 14.900. Mộc cũng hay làm clip quay cái mẫu này cho mọi người coi nè. Thì khách thì không mua mấy bộ theo kiểu này nhiều, tại vì giá nó tầm trung mà Mộc làm hàng cây lõi á, có cả mặt dày nguyên tấm 2,2 phân luôn, nên thường khách cũng thích những kiểu này. Đấy, còn xưởng thợ đang làm. Khách ấy thì bình thường không thích ghé xưởng lắm, nhưng mà thường ghé xưởng thì nó bụi. Với cả nữa là cái sơn BU à, thì sơn nó cái mùi nó hơi hắc á, nếu mà mình ngửi không quen thì nó khó chịu á. Thì đây là cái đấy, sau khi anh coi thì anh chọn lại bộ 14 chứ anh không chọn bộ 12. Thì cái chèm như mọi người thấy à, đấy cái chèm nó nứt thì nó vẫn nứt nhá, và nó vẫn có rác à. Đó, nhưng mà khi mà mộc sơn thì mộc sẽ xử lý thôi, chứ kêu là cây mà kêu về hoàn thiện hết 100% thì nó không có. Như mộc bén thì gỗ cẩm hay gỗ gõ gì nó nứt này, nó vẫn nứt này. Nhưng mà đặc biệt thì thằng chèm nó sẽ nứt lớn hơn chút. Nhưng mà bắt buộc là mình phải để khô. Thường mộc cũng bén khách thì cứ kêu khuyên khách là xài 5 năm á. Thì mà cái vết dép hay gì nó rẹn ấy, thì nó rẹn nhỏ nhỏ ấy, thì mình sơn lại. Rẹn là chắc chắn rẹn luôn nha. Mộc cứ này mộc cũng không có thể bảo hành được. Mộc chỉ bảo hành là mối mọt này, nứt xé mặt này, nứt xé mặt bề mặt ghế với cả rụng tay chân ghế thôi, bảo hành những cái đó thôi. Kiểu như nếu mà mặt mày nứt xé lớn này hay gì ấy, thì Mộc sẽ kiểu như là lên trở về thay hoặc là đổi mới. Còn nếu mà bình thường mày nứt răm răm thì cái đấy Mộc không có bảo hành đâu nha. Chào mừng mọi người tới với channel của Mộc. Thì hôm nay tiện Mộc đang lên hàng cho khách thì Mộc sẽ quay cho mọi người coi thử cái mẫu hàng trụ 14 Mộc đang lên cho khách của Mộc nha. Thì bộ trụ 14 này chất liệu là gỗ chèm bông vàng, mặt là gỗ xoan đào nguyên tấm. Thì tất cả các hàng của Mộc là như sản xuất là đều ở xưởng bên là nghề đồ gỗ Hố Nai. Thì đều rẻ hơn so cửa hàng các tỉnh là khoảng 30-40% nhé. Cái đây là cái ghế đơn. Thì chiều sâu của cái ghế này là 58 nhé. Đấy, chiều sâu đáy mặt ấy là 58, rất là sâu. Còn nếu mà phủ bì của nó ra, nếu mà từ đầu chân ra tới tựa là nó tới 74 ấy. Còn đây là một chiếc ghế đơn khác. Đây là Mộc đang lên là hai bộ. Tựa là chạm hạ song lân, mặt hổ, cánh cầu. Còn đây là băng ghế dài của nó. Bộ sẽ gồm một băng ghế dài, hai cái ghế đơn, một cái bàn với hai cái đôn. Thì băng ghế dài hàng Mộc này. Nói chung hàng trụ 14 này thì Mộc lên hàng lõi khoảng cỡ 95%, 95-97%. Thì nó còn có rác đôi chút ấy. Tại vì cái cây trụ 14 thì nó rất là lớn nên mình không thể nào gọi là lựa cây không tì rác được, nó sẽ có nhưng mà đôi chút. Băng ghế dài này là 2m07 nha.
Bộ này là 20.500.000, lề mộc sẽ sơn xịt hoàn thiện và miễn phí vận chuyển tận nhà khách lề bán kính 40 km. Thì mộc giao hàng tận nhà, bạn nhận hàng kiểm hàng xong mộc mới nhận thanh toán nha. Còn hàng hóa mà không đúng hay là chất liệu sản phẩm không đúng hoặc là chất lượng sản phẩm không đạt đủ yêu cầu á, thì bạn có thể gửi lại cho mộc vô tư hết nhé. Thì cái này mộc đảm bảo cho khách hàng của mộc luôn. Còn bộ này bạn có thể sử dụng 30-40 năm vô tư nhé, tại vì cái cây chèm bông vàng này là nó rất là lõi. Và nữa là cái độ cứng cây mình không có làm chèm lai, bởi vì nếu mà chèm lai thì bạn sử dụng nó mềm hơn, thì chèm bông vàng thì nó cứng hơn nên cái giá nó sẽ mắc hơn đôi chút, nhưng mà bạn xài thì rất là bền. Bài này của mộc thì là thôi, xíu có gì mộc sẽ báo kích thước sau khi mà mộc quay hàng sơn cho mọi người nhé. Bài này nói chung của mộc rất là lớn, thì mộc quay hàng mộc như vậy cho mọi người coi thử cái chất cây á. Còn nếu mà bạn muốn biết gỗ chèm bông vàng là gỗ gì ấy, thì bạn có thể lên trên Google bạn search gỗ chèm bông vàng là nó sẽ ra, chèm bông vàng là nó sẽ ra tên gỗ và bạn sẽ có thể coi được hàng gỗ và bạn tìm hiểu về nó nhé. Rồi mộc sẽ quay cho bạn coi hàng sơn để mộc trước khi giao đi cho khách của mộc nữa, mộc sẽ quay cho mọi người coi luôn. Rồi đây là bộ hàng sơn của mộc nhé, mộc xin quay mẫu này cho mọi người coi nha. Thì bộ này băng ghế dài, bộ này là chèm bông vàng mặt xoan đèo, thì bộ này là giá 20.500.000. Băng ghế dài này là chiều dài là 2m07, còn cái chiều sâu của nó, nếu mà tại vì cái tựa lưng nó mọc làm ngả ra thì nó ngả ra là 74, còn cái chiều sâu mặt ngồi là từ cái mép này ra đây là 58, là mà cái chiều sâu 58 mà bạn nằm thấy không, nằm thì nó vẫn lọt. Một người 1m85 ok nha mọi người, người cái này nằm 1m85 thì nằm vẫn lọt nhé. Rồi bộ nó sẽ gồm một băng ghế dài, một cái bàn này. Bàn này thì kích thước là chiều dài này là 1m38, còn chiều ngang này là 69 nhá. Là cái kích thước mặt nha mọi người. Mặt là gỗ xoan đèo nguyên tấm. Còn cái này là ghế đơn. Ghế đơn của nó là ngang là 95, từ cột này qua cột này 95 à. Còn cái chiều sâu của nó cũng là 74 luôn, còn chiều sâu mặt này 58 nhá. Đấy mọi người thấy không? Ngồi rất là sang mà giá nó cũng rất là rẻ. Đi chi tiết lại cho mọi người coi. Tại vì mọi người biết sao, cái sản phẩm của bên mộc ấy, bình thường là mộc sơn rất là đẹp. Cái mẫu này là mộc đục 3D nhá, và mộc sơn ấy là còn từng chi tiết luôn. Nghĩa là khi bạn sờ vào trong các ngóc ngách này của mộc và sơn đều rất là bóng và làm nó không có lông nha. Chứ mình không có làm theo kiểu như hàng dối, như kiểu hàng chợ. Và các nét chạm của mộc làm cũng rất là sạch này. Và mộc sơn này sơn sắc nét luôn, chứ không phải là sơn mình sơn ẩu ẩu đâu. Bộ này mộc đang chuẩn bị giao đi cho anh Tuyên ở bên Trảng Dài. Anh này cũng làm nghề mộc luôn nhé. Và cái viền này là mộc chạm mà. Phải để ý nha, cái viền này mộc chạm mà chạm viền làm rất là đẹp và sắc nét. Và hai chiếc ghế đơn cho mọi người coi chi tiết hai ghế đơn luôn. Rất là đỉnh nhá. Mộc chạm 3D là chạm nổi, phải để ý là chạm 3D này cả lên trên đỉnh luôn nè. Nói chung mộc làm kỹ từng chi tiết luôn ấy. Mình làm không, mình mộc sơn ấy, mộc chấp nhận sơn mắc hơn khoảng 500.000 đến 600-700.000 một bộ. Nhưng mà sơn là rất là đẹp nhé. Nhưng không có phải là mình sơn ẩu. Khi bạn xài mất về thời gian ngồi là nó bóng lên. Cái này là vẫn tự nhiên 100% nha. Đây à, cho mọi người coi ấy. Anh chiếu vào ghế này. À còn các vết nứt mà khi mà mộc sơn là mộc sẽ làm lại như vậy này hết à. Đấy. Thì làm lại thì cái gỗ chèm nó đặc thù nó như vậy. Rồi quay cho mọi người còn hai tôn nữa. Còn hai chiếc tôn này là vuông là 0.9 nhá. Tôn này rất là lớn, như mộc ngồi. Nói chung là nó rất là lớn nhá. Tôn vuông 9, mặt dày nguyên tấm. Mặt nguyên tấm về bạn xài cái này xài 30 năm là vô tư. Đảm bảo xài 30-40 năm vô tư nha. Rồi, rồi vậy là bộ ai sửa của mộc này khoảng mấy phút rồi khăn? 3 phút. Rồi vậy nha, mộc chào rất chào mọi người. Rồi vậy nha, còn đây là cái bộ này của mộc nè, H10 quận 12. Còn đây là bộ này 12 mà mộc sơn màu vàng vàng gõ. Nói chung cái màu này màu khác luôn. Nhưng mà màu bộ này mộc đang chuẩn bị dây cho khác rồi. Nói chung bộ này mộc bán nhiều á, một tháng bán được khoảng mấy chục bộ á. Đó, anh thấy không, sơn này đẹp từng chi tiết luôn.
chứ mình không làm hàng chợ nha. Nói chung hàng này Mộc làm rất là kỹ và sơn rất là đẹp, giá tận xưởng sản xuất nhé.